hình. Cô tan tình tan tính tình, cho anh cách giới chung tình làm đôi. Đôi cô còn cách nữa hay thôi. Cô tan tình tan tính tình, cho anh cách giới làm đôi. Làm đôi vợ chồng cầm lưỡi hái anh đừng nắm tay em, coi chừng em lỡ dại để anh buồn. Anh để yên cho em cắt cỏ ở bên đường mà còn đẹp cái gì đâu, hai bàn tay em dai cứng nè. Người ta nắm cổ tay chứ ai nắm bàn tay. Thôi không được đâu, anh đứng xa xa ra mà nói chuyện với em. Ở xa vậy đó, kẻo mấy em bé chăn trâu về trong xóm để đồn rùm hà. Chiều nay có cô cắt cỏ bên đường, cô đưa tay cho người ta. Sừng câu thế đứa nào ngồi lê đôi mắt tò mò, tóc mặt em cứ kiếm con trâu của nó mà dặn cô cho rồi. Trâu bây giờ mắc lắm anh ơi, thử coi thiên hạ tính làm sao cái chuyện thường bồi. Họ tính làm sao em thường cho nổi. Còn anh, không lẽ anh xúi em rồi anh bỏ trốn mất à? Nếu người ta thương anh thì anh giái người ta bắt đền cho quá lố. Ý trời ơi, chi vậy? Hai đứa mình sẽ hùng lại, suốt cuộc đời anh chăn trâu trả nợ, còn phần vợ anh thì cắt cỏ cho trâu ăn. Chị hồng,
cắt cỏ quen tay chứ cắt sợi dây hồng của Nguyệt Lào. Biết chân trâu cũng là một trang rễ tháo, còn các cỏ xanh tay cũng thuộc đấng dâu hiền. Miệng vợ chồng ta vui cảnh nghèo nàn. Ý, ai vợ chồng với anh hồi nào? Lãng không hò. Thì tính chuyện tới nó vậy đó mà. Chí, chứ không lẽ quanh năm suốt tháng em cắt cái xuân xanh, yêu đương chưa biết ai, tình chưa hay, hay là cắt cỏ quen tay em lìa lưỡi hay cắt dây tờ hồng. Tay cho anh nắm là phụ tấm lòng của mẹ cha. Nè, em nói nãy giờ sao mà nói chuyện với em một câu, anh xích lại gần em một chút vậy? Anh nói anh thương em mà anh muốn làm cho em nhột, thì cái sự thương kia đếm được mấy mươi ngày. Anh thề nghe, anh thề đầu đội trời chân đạp đất, nếu hai đứa ăn ở với nhau rồi á mà làm sao mà anh sanh lòng lãng cha, thì trọn cuộc đời em cắt cỏ